Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay thơ ca là một món ăn tinh thần bổ ích, ý nghĩa trong đời sống của đông đảo quần chúng nhân dân. Thơ vừa là nơi gửi gắm tâm sự, vừa là nơi để thể hiện những ước mơ, khát vọng về tình yêu cuộc sống, hướng con người đến những giá trị cao đẹp của chân thiện mỹ. Mặc dù trong cuộc sống hối hả gấp gáp như hiện nay, thơ không còn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều độc giả, nhưng với niềm đam mê lớn dành cho thơ ca, những tác giả của Chi hội thơ Lào Cai vẫn ngày ngày âm thầm, công hiến, ấp ủ và cho ra mắt bạn đọc những tác phẩm thơ có giá trị, vừa thể hiện những cảm xúc cá nhân, vừa mang hơi thở của cuộc sống, phản ánh được tâm tư tình cảm với gia đình, quê hương, đất nước. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hoạt động của Chi hội thơ Lào Cai, cũng như một số thành tựu mà Chi hội đã đạt được trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Năm 1991, cùng với quá trình tái lập tỉnh Lào Cai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh được thành lập, trở thành nơi hội tụ các văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Từ đây, những người làm thơ Lào Cai cũng đã tìm được ngôi nhà chung để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, phát huy năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân. Đó chính là Chi hội thơ Lào Cai. Là một trong những chi hội nòng cốt của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chi hội thơ hiện có 25 hội viên. Đa số các hội viên thơ đều đã trung cao tuổi, mỗi người một hoàn cảnh, công việc khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tình yêu thơ ca nghệ thuật. Chi hội thơ đã trở thành mái nhà chung, gắn kết những người yêu thơ với nhau, giúp các hội viên có thể học hỏi, giao lưu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần. Nói đến sáng tạo nghệ thuật nói chung và thơ ca nói riêng, có hai yếu tố quan trọng để đánh giá, đó là số lượng và chất lượng. Với 25 hội viên, có thể nói đội ngũ sáng tác của Chi hội thơ Lào Cai là không nhiều. Tuy nhiên, sức sáng tác thì khá bền bỉ. Hơn nữa, những người làm thơ Lào Cai lại đang sở hữu một kho tàng quý giá để nuôi dưỡng hồn thơ. Đó là không gian văn hóa và lịch sử, là thiên nhiên, là con người của mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc. Từ nguồn cảm hứng vô tận đó, các văn nghệ sĩ đã sáng tạo, chất lọc ngôn từ, làm nên những tác phẩm có sức lan tỏa, lay động, góp phần vào sự phát triển của quê hương. Hơn 30 năm qua, Hội Văn học Nghệ thuật Lào Cai nói chung, trong đó có thơ ca nói riêng, đã bền bỉ đồng hành, tiến bước và đổi mới theo thời đại, góp phần xây dựng văn hóa, đất và người Lào Cai. Từ năm 1991 đến nay, các tác giả đã xuất bản gần 220 tập thơ. Thơ Lào Cai đã bước đầu khẳng định được vị thế của mình trong nền thơ Việt Nam hiện đại bằng lao động nghệ thuật mang dấu ấn sáng tạo của các nhà thơ, biểu hiện bằng những giải thưởng cụ thể. Một số tác giả đã đạt được giải thưởng của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và giải thưởng của một số bộ ngành trung ương. Thơ của các tác giả Lào Cai cũng được đăng tải trên các báo tạp chí từ trung ương đến các địa phương trong cả nước. Ngoài ra, giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm, giải thưởng Phan Xi Păng định kỳ 5 năm của tỉnh cũng là những ghi nhận trân trọng công lao đóng góp và thành quả lao động mang tính sáng tạo nghệ thuật của các nhà thơ Lào Cai. Với thi sĩ, cái trái tim nhạy cảm, rất nhạy cảm, đã nắm bắt, đã bộc lộ và thể hiện cái cảm xúc của mình ra từng bước đi của Lào Cai. Với một tỉnh nhỏ như Lào Cai mà có tới hơn 200 tập thơ của 30 năm qua thì quả là một sự tuyệt vời. Mỗi người có một cái cách thể hiện khác nhau, mỗi người một cái tài năng khác nhau. Song cái cơ bản nhất là mọi người lại đều hướng về Lào Cai. Năm 2021 là một năm trầm lắng các hoạt động văn học nghệ thuật do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng lại là một năm khá thành công của Chi hội thơ. Các hội viên đã tích cực đi thực tế sáng tác và có nhiều tác phẩm mới. Trong năm đã có 5 đầu sách được xuất bản, đó là các tập thơ Mây ngàn quên ngủ của Huy Thức, Hạt sương thơm hương cỏ mật của Mai Mơ, Thanh xuân của Nguyễn Lê Hằng,
sức vóc Hoàng Liên của Nguyễn Văn Hoàn, hơi thở địa đầu của Đỗ Thúy Nga. Cuộc thi chào mừng 30 năm tái lập tỉnh do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát động đã được các hội viên trong chi hội tham gia nhiệt tình với hàng trăm bài dự thi. Kết quả đoạt 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích. Trong cuộc thi Văn học thiếu nhi chủ đề Lào Cai yêu thương, đã có nhiều hội viên chi hội thơ gửi bài tham dự và đoạt giải với 1 giải B, 1 giải C, 1 giải khuyến khích. Với giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm, chi hội thơ có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích. Khi mà tôi được thông báo là tập thơ Mây Ngàn Quên Ngủ được giải A thì tôi rất mừng, rất phấn khởi và tôi thấy là tập thơ rất có ý nghĩa đối với tôi. Ý nghĩa thứ nhất là tập thơ viết về đất và người Lào Cai trong 30 năm qua đã được bạn đọc ghi nhận, tôi đã truyền tải được hết lòng mình về tình cảm của mình đến với đất và người Lào Cai trong suốt 30 năm qua. Đặc điểm của thơ Lào Cai là không sáng tác ồ ạt theo trào lưu mà từ tốn sinh thành theo nhịp sống cảm xúc của từng tác giả trong từng thời gian, từng giai đoạn của tiến trình phát triển. Hầu hết các tập thơ đều hội đủ các thể thơ hiện thời. Một số tác giả dành riêng cho tập thơ của mình một thể loại thơ nhất định, như nhà thơ Mã Anh Lâm với tập thơ Tứ Tuyệt, Trưng Cất. Tác giả Xuân Phượng với tập thơ Lục Bát, Chiều Rơi. Tác giả Đỗ Thúy Nga với tập thơ theo dạng thể thơ đường, Thức Cùng Trăng. Phong cách thơ của mỗi tác giả mang sắc thái, đặc điểm riêng, nhưng có một điểm chung là luôn nặng nghĩa trọng tình trong cảm xúc gắn với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, nhưng không khô cứng mà là nhịp sống tâm hồn của các tác giả gửi vào bài thơ của mình đối với quê hương Lào Cai. Có những người đã xuất bản 5-6 tập rồi, và trong những cái tập đó thì có tình yêu về quê hương đất nước, có tình yêu về những mẹ cha, biết ơn mẹ cha, rồi thì tình yêu đối với những người thân của mình, đối với quê hương mà chôn nhau cắt rốn của mình. Nhưng cái nhiều nhất, cái lớn nhất vẫn là tình yêu đối với Lào Cai. Trong nền thi ca Lào Cai, có thể kể đến một số tác giả thơ tiêu biểu. Với nhà giáo Nguyễn Văn Hoàn, thơ là sự lao động nghệ thuật cần mẫn, say sưa. Trong các tập thơ của Nguyễn Văn Hoàn, rất ít lời bi lụy, bởi niềm tin luôn thắp sáng tâm hồn để tác giả ngợi ca. Cuộc sống của người từng trải đã tạo cho ông cảm xúc chân tình, dồn nén để khởi sắc niềm thơ của mình. Thơ của Nguyễn Văn Hoàn, từ cảm xúc đến thơ rất gần, không câu nệ và khuân sáo mà chân thật thuần phác. Vui bên anh, ta đón xuân về bản. Tiễn tàn đông, ngả bóng qua đèo, làn gió nhẹ, rừng lao sao thác nước, giữa lam chiều, lưu luyến, vấn vương. Với tác giả Hồng Thảo, ông đến với thơ rất tự nhiên. Từ những kỷ niệm đáng nhớ của riêng mình, ông chọn thơ để ghi lại cảm xúc về những điều đáng nhớ ấy. Hồng Thảo chưa bao giờ nghĩ mình làm thơ để trở thành nhà thơ. Nhưng với ông, thơ là chỗ dựa tinh thần mỗi khi quá khứ ùa về, mỗi khi một mình trong suy tưởng, một mình chăn trở, nhớ về những ký ức vui buồn của cuộc đời. Thơ Hồng Thảo không ồn ào mà thong thả bình dị nhả từng câu chữ vào trang đời. Ai có về Tây Bắc chiều nay, cho ta gửi chút tình lên biên giới, nơi biển xa vẫn nhắc thầm tên gọi Lào Cai ơi. Ra giết cháy trong lòng nhớ cồn cào mảnh đất ngã ba sông, có dòng chảy một bờ bên đất Việt, nơi giao duyên của hai dòng trong đục, những cây cầu lặng lẽ nối bờ vui. Hết lâu rồi vẫn gió bão tả tơi, chẳng biết quê nhà nắng mưa sao nhỉ, giữa mùa thu vẫn còn lo chống lũ, vùng cao nghèo cứ quay quắt trong ta. Đêm miền Trung nhớ về cánh rừng xa, nhớ cánh phong lan dịu dàng hương sắc,
nhớ mùa gặt lúa vàng trên ruộng bậc, mùi táo mèo thơm quấn quýt trên môi. Có những điều rất nhỏ thế thôi, chỉ lúc đi xa mới từng cảm nhận, ta chợt nhận ra yêu thương hờn giận của lòng mình từ mỗi cuộc chia ly. Từ hồi nhỏ ấy, tôi đã rất yêu thơ. Thế rồi sau này khi trong cái cuộc sống ở cái mảnh đất Lào Cai này, thế và trong cái quá trình sống thì mình cảm nhận được những cái tình cảm của Lào Cai và đồng thời những cái hoài niệm của quê cũ. Bên cạnh đó cũng có những cái sự động viên, khích lệ của những anh em bạn, những người yêu thơ và những người làm thơ thì cho mình những cái cảm xúc. Thế và bên cạnh đó nữa là trong cái công việc hàng ngày ấy, thì trong cái quá trình lao động mình cũng đi nhiều nơi, cũng cảm nhận được nhiều những cái trong cuộc sống như tình cảm cũng như những cái của mọi miền trong cái tỉnh Lào Cai này, thì những cái đó nó tạo cho mình những cái cảm xúc, từ đó mình cứ sáng tác dần dần. Thì trong cái quá trình đó thì nó cũng làm cho mình cảm thấy cuộc sống nó thú vị hơn. Trong các tác giả thơ nữ của chi hội thơ, Mai Mơ là cái tên được nhiều độc giả biết đến. 4 tập thơ cho đến thời điểm hiện tại của bà là tâm tư của người phụ nữ, là tình yêu dành cho quê hương, thiên nhiên, con người và cuộc sống mà bản thân tác giả đã trải nghiệm mấy chục năm bằng lời thơ, khi dịu dàng, khi day dứt, lúc mong mỏi, lúc tin yêu sâu lắng. Đậm nét u hoài, ẩn mình giữa đại ngàn hoa lá, từng phiến đá trầm mình trong sương giá, theo vệt thời gian ẩm mốc rêu phong. Chiếc áo sờn đốn củi suốt mùa đông, sương trắng phủ những mái đầu ngà bạc, thác nước buông hững hờ bên núi biếc, nhà thờ trầm mặc lịm tiếng chuông. Thơ của tôi thì thường viết về ca ngợi cảnh đẹp và con người Lào Cai, và cảnh đẹp quê hương đất nước, tình nghĩa giữa con người và con người, rồi là yêu thương bố mẹ, rồi là sự đầm ấm giữa các cháu, con cháu trong nhà. Sau đó thì cũng có một chút riêng tư, rồi những nỗi niềm buồn vui. So với các tác giả thơ nữ của Lào Cai, Nguyễn Lê Hằng còn khá trẻ. Thơ của Nguyễn Lê Hằng là nỗi niềm, là tâm trạng thoát ra từ trái tim đa cảm của người phụ nữ, nặng tình với thiên nhiên con người, lấy đó là một phần lẽ sống trong tâm hồn của mình. Cá nhân tôi thì lựa chọn tiêu chí để đưa vào tác phẩm, đó chính là khai thác một cái đề tài rất nhẹ nhàng của cuộc sống. Cái đề tài đó thì dung dị và rất đời thường thôi, đó chính là tình yêu từ trong trái tim của mỗi người. Tình yêu đó có thể là tình yêu của đôi nữ lứa, tình yêu quê hương đất nước. Ngoài các tác giả kể trên, thì thơ Lào Cai còn rất nhiều cái tên khác như Mã Anh Lâm, Pờ Xảo Mìn, Đoàn Hữu Nam, Xuân Phượng, Huy Thức, Phạm Công Thế, Trịnh Bảng, Nguyễn Văn Tông, Đỗ Thúy Nga, Tạ Thu Huyền, Hoàng Anh Tuấn. Tất cả các tác giả đều lao động sáng tạo miệt mài để thơ Lào Cai khẳng định được mình trên văn đàn trong và ngoài tỉnh. Tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng phải khẳng định rằng thơ ca đã đóng góp không nhỏ vào nền văn học Lào Cai, góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy cổ vũ tình yêu quê hương đất nước sâu sắc trong mỗi văn nghệ sĩ cũng như công chúng Lào Cai. Đọc thơ của các tác giả Lào Cai là đọc ý chí và tình yêu của họ với mảnh đất biên cương giờ đây đang tỏa sáng. Thơ Lào Cai là cốt cách, là tâm hồn người Lào Cai với bao nỗi niềm đầy vơi theo dòng chảy thời gian. Đó là tình yêu quê hương đất nước, yêu mảnh đất mình đã và đang sống, tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo cho văn nghệ sĩ nói chung, cho thi sĩ nói riêng. Chương trình văn học nghệ thuật tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.